Manbo, Mason Nguyễn, Danmi, Tiêu Minh Phụng hay Vi Thăng, Billy 100, Dablo, Lower, đây là những cái tên sẽ xuất hiện trong tập 7 tối nay. Như đã thể hiện ở mùa 3, có thể thấy team của huấn luyện viên Big Daddy được phần lớn nhiều người mong đợi. Tập 6 lên sóng vòng đối đầu của Big Team 2.0, năm nay không còn gây được nhiều ấn tượng với phần đông khán giả nữa. Dù cho chủ đề được đưa ra có vẻ rất khá hay, cộng chứ nhân chia, và vẫn cách vận hành của huấn luyện viên giúp thí sinh đội mình có được những bài nhạc cắt chi, cộng với những con beat hay đến từ rừng khay. Ấn tượng nhất ở vòng đối đầu có thể kể tên chàng rapper trẻ 17 tuổi Lưu Phan với năng lượng trẻ trung đầy sức mạnh. Quân Ly với phần trình diễn tự tin cuốn hút, ở vòng này đã cải thiện được phần lyric của mình tốt hơn và voice rất sáng. Tiếp theo Nhật Hoàng gây được ấn tượng khi có màn xử lý tốt ở phần 8-3 của mình, lyric cực cuốn, cùng với flow chắc nịch. Tóm tắt lại ở tập 6 các cặp đấu nhiều người được kỳ vọng như 7D9, Cozy hay Đăng Răng To thì đã không gây được nhiều ấn tượng dù các bài nhạc cũng đều có tính cắt chi. Rất có thể đến phần thi vòng bứt phá thì các thí sinh sẽ bung hết sức của mình, mong rằng sẽ có nhiều bài rap hay hơn nữa. Vậy là ở tập 6 vòng đối đầu chỉ có Left Hand và Android 8386 phải dừng bước tại Rap Việt mùa 4 lần này. Tối nay sẽ lên sóng ra mắt vòng đối đầu thí sinh Team Carrick, cũng được khá nhiều người chờ đợi vì tài huấn luyện thí sinh của anh cũng được đánh giá là rất tốt. Teaser tập 7 cho thấy, Carrick khẳng định các thí sinh của anh đang trong phong độ đỉnh cao nhất, các tiết mục của thí sinh làm cho các giám khảo phải đứng ngồi không yên. Tiêu Minh Phụng lại tiếp tục mang cải lương đến với sân khấu Rap Việt. Những lời khen của các huấn luyện viên cũng như những vị giám khảo cũng đã hết lời dành cho Manbu. Teaser hé lộ chiếc nón vàng của huấn luyện viên Big Daddy dùng để cứu lấy một thí sinh nữ về với đội của anh. Cùng với đó là cặp đấu bùng nổ, khiến cho huấn luyện viên BJ phải dùng nón vàng của mình để cứu lấy một thí sinh về với đội của mình. Liệu rằng thí sinh nào sẽ được đi tiếp? Ai là người nhận được những chiếc nón vàng? Hẳn là tập 7 lần này sẽ khá là gay cấn đây. Mong rằng sẽ có được nhiều bài rap hay. Các bạn có nhận định như thế nào? Hãy để lại comment ở dưới video để thảo luận. Bấm like đăng ký kênh để xem thêm những video hay ho khác nữa nha.